Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn, chúng ta sẽ làm cái phần phần máng nước ấy cho cái máy này nha. Gaster là phần máng nước, chúng ta vào root đây thì mọi người nhìn thấy cuối cùng này không, nó là gaster, là máng nước. Tôi chọn này thì các bạn có thể đi pick từng cái này một, được chưa? Này pick từng cái đó, bạn thấy cái máng nước này không đó. Đúng không? Thì đi tích này nó sẽ làm sao? Lâu đúng không? Còn khi nó cùng cốt với nhau ấy thì các bạn có thể làm sao? Các bạn có thể là chọn vào đây, vào group này, gutter này. Các bạn chọn đây, các bạn ấn cho tôi phím gì? Tab. Ấn một phát thôi. Tích rồi đây. Xong. Các bạn thấy cái máng nước này không? Đây, đây là máng nước đây. Thì cái máng nước này chúng ta có thể thay đổi được kích thước cho nó. Đúng chưa? Thì bây giờ tôi sẽ bảo cách đầu tiên là thay đổi kích thước là chọn đây, gutter này, đầu tiên edit type này. Và cách đặt tên chúng ta chọn đây này, gutter. Ví dụ tôi chọn đây là gutter thì thường tôi chọn gutter thì nó sẽ có kích thước. Ví dụ đây là 125 x 125, tôi chọn đây là 150 x 150. Ok. Thì các bạn chọn đây, thì đây có 150 x 150, bạn thấy không? Gutter 150, ok. Đây là thư viện có sẵn, nó to ra đúng không? Còn ví dụ chọn đây edit type, tôi duplicate lên. Tôi chọn ví dụ như ở đây nó sẽ là bao nhiêu? 300 x 300 này. Đúng không? Ok. Mà trong đây làm sao? Không có đúng không? Thì ta phải copy này. Ctrl C. Ok. Ta tìm ở bên family, chuột phải ở đây, search. Các thao tác này làm đi làm lại thôi. Cái này tôi đã nói rồi. Đúng không? Ta bỏ cái phần kích thước này đi. Đấy, chỉ để lấy cái phần tên này thôi. Vào preview. Tích bỏ ra. Các bạn sổ cái dấu cộng ra thì đây đang 150 đâu, chọn đây ta duplicate lên. Ví dụ các bạn sửa đây thành 300 nhân với cả 300, các bạn nhớ bỏ cái số 2 duplicate ở cuối đi đây. Và ta click đúp vào và bạn sửa tôi thông số đây là bao nhiêu, 300 nhân với 300. Ok, thì tôi chọn đây edit thôi và tôi chọn đây là gì, 300. Sau đây 350 à, sorry. Ok. Đây, tôi chọn đây, tôi nhập vào đây 350. Sorry. Ok. Đây. Mọi người thấy kích thước đây không? Còn bây giờ tôi muốn một cái seno này nó khác đi. Hình dạng nó khác đi. Được chưa? Hoặc là cái seno này nó là seno tường xây chẳng hạn. Ví dụ tôi có thể chọn đây. Ví dụ như ở đây tầng mái đúng không? Tầng mái đây. Này. Tôi sẽ bỏ cái máng nước này đi. Đúng chưa? Ví dụ tôi có thể vẽ tường, tí tôi sẽ dạy tường sau. Nhưng đây tôi chỉ nói trước thôi, chọn này, pick world offset vào offset. Đây tôi chọn tầng 3 đi. Đây. Tầng 3 như tôi ở đây tôi có thể để underlay đến tầng mái. Nó có thể gióng được cái tầng mái, thấy không? Đó. Tôi chọn vào đây offset vào ví dụ như là 1000. Dùng pick line này. Sau này tường với mái nó có thể đi liền với nhau như này. Đó. Các bạn nhìn này, đây là cái tường này, bạn thấy không? Và cái tường này nó sẽ cao như thế nào tí tôi sẽ dạy phần tường sau. Đây tôi chỉ nói do cái phần điển hình cho cái phần đấy thôi, đến tầng mái. Đấy nhờ, và mái này ấy, nó có thể attach, tường này có thể attach được vào mái này luôn đấy. Nên thành ra các bạn sẽ thấy này, các cái tường này nó sẽ phi thẳng vào đến các cái cạnh này, cái cạnh của máy này. Hiểu nhá? Thì vấn đề bây giờ tôi muốn làm cái seno, ví dụ như nó giấu cái seno máy đi, nó đua ra chẳng hạn, đúng không? Thì tôi có thể làm như thế nào? Thì đây các bạn vào group này, chọn đây là gì? Gutter edit type duplicate. Các bạn chọn cho tôi đây là gutter, hoặc là tôi ghi ở đây là seno đi. Ok. Ok. Và bây giờ chúng ta đặt mặt cắt qua đây. Đặt một mặt cắt qua đây. Click đúp vào đây. Các bạn thấy mấy mặt cắt đây đúng không? Các bạn dim kích thước từ đây. Full face này, từ đây đến đây. Nó là 900. Đúng không? Thì bây giờ tôi muốn cái máng nước, cái seno này nó cắm vào đây và nó đưa ra đây. Đúng không? Và bên trên này chỉ là cái phần mái thôi. Ở chỗ này sau này nó lại sàn đưa ra đây chẳng hạn.
Thì để mà làm nó nhanh ấy thì các bạn có thể vào file này, new này, family, chúng ta sẽ làm quen với family. Thì ở đây tôi sẽ vẽ ở đây là cái magic profile. Magic profile. Đây. Là tiết diện mặt cắt open. Ok. Thì bắt đầu tôi vẽ từ đây. Ví dụ vào line đây, tôi vào đường line, vào grid này, vào line này. Tôi vẽ từ đây. Ví dụ tôi xuống đây, ví dụ như tầm khoảng 600 chẳng hạn. Ra đây là 900 này. Đây. Tôi muốn nó cao lên 500. 140 này. Tôi dùng lệnh offset cũng được. Và modify này. Offset này. Offset ra bao nhiêu? 140 chẳng hạn. Copy ra 140. Vì này, cho dùng lệnh trim này. Này. Hoặc dùng nha, trim này. Ví dụ như này thôi. Được chưa? Hoặc các bạn có thể mover thằng này lên, chọn này, tôi thể kéo này ra đây. Hoặc là đẩy lên. MV mover này. Bắt điểm này. Đó. Các bạn internet tôi cái family lại vào đây, tôi lưu cái lại như đây là family, tôi ghi đây là gì, xeno nha, tôi chọn option này để một thôi. Ok, xếp lại, load into project, vào dự án thì tôi nhìn qua mặt cắt này thì các bạn sẽ thấy là bây giờ tôi muốn bố trí cái Xeno đúng không? Thì tôi vào group này, gutter này. Các bạn chọn này, các bạn nhìn chữ Xeno đây không? Các bạn chọn này, các bạn ấn tab này, tích này. Thì bây giờ chọn đây, các bạn edit toy và các bạn thay thế cho tôi đây này. Có cái Xeno, cái profile nó đây. Đây này. Ok. Thì các bạn sẽ thấy đây. Cái máng nước bây giờ đang nhảy đúng không? Tôi nhìn qua mặt cắt đi. Đây. Các bạn thấy đây không? Cái 900 này đang bị làm sao? Đang tính từ cái mép ngoài này. Đúng không? Thì bây giờ các bạn có thể là Glow Hidden đây. Các bạn sẽ có sang cái bên này, Red Blend này. Thì các bạn có thể chọn toàn bộ thằng này. Chúng ta có thể Mover từ đây vào đến đây. Đúng không? Load into Project. Open. Thì cái gốc nó ở đây. Đúng không? Còn nếu mà chúng ta có thể offset ra ngoài đây. Nó offset sang trái, sang phải đây. Vertical. Ví dụ sang tầm khoảng 300. Đây là lên 300. Sorry. Đây, tôi cho lên tầm khoảng 150. Ra ngoài tầm khoảng 300. Đây. Thì chỗ này ấy nó phải thêm khoảng 300 nữa để nó sát vào đây. Các bạn nhìn cái máy đây không? Đây này. Đúng không? Đây này, cấu tạo nó đây này. 300 thì tôi sang đây, wrap lên. Thì chỗ này tôi chỉ cần cho thêm sang đây là bao nhiêu nữa. 300 là 1m2 đúng không? Load into project. Override, thay thế đây. Bạn thấy đây không? Thì sau này chỗ này nó chúng ta có thể đổ sàn hay là cái gì đấy. Chúng ta đổ đua ra đây. Tôi để nó hơi hơi xa. Thường thường cái này thì rơi vào tầm khoảng 600 thôi. Mọi người thấy đây không? Đây này. Và sau này mình chỉnh sửa các mái này, ví dụ mình đặt mặt cắt các thứ ở đây, nó sẽ che đi cái phần mái này. Những cái này thì thường sử dụng cho các cái phần mái tôn hoặc cái nhà của trụ sở trước gì đấy hay dùng, hiểu không? Thì cái profile này nó chỉ là tiết diện mặt cắt của cái thằng này thôi. Này, magic profile là cái tiết diện mặt cắt của này, thấy chưa? Chúng ta vẽ đúng tiết diện mặt cắt. Còn cái gốc tọa độ nó đang ở đây, nó đang offset ra là bao nhiêu? 300 và cao lên bao nhiêu? 150. Hiểu đề chưa? Rồi ok, làm đi xem nào.